Xin được thân ái kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, tình hình hiện nay ở tại Biển Đông càng ngày càng trở nên phức tạp. Trong vòng vài tháng nữa thì tòa án của quốc tế La Hay sẽ tuyên bố về sự kiện tụng của Philippines đối với Trung Cộng. Đây là một sự kiện mà Trung Cộng không muốn. Nhưng dù có muốn hay không đi nữa, sự kiện này cũng sẽ phải xảy ra. Trong khi đó thì đô đốc của Hoa Kỳ, ông đã nhấn mạnh nếu Trung Cộng càng ngày càng lấn chiếm Biển Đông và trở thành chủ nhân ông, thì đây là một mối họa lớn cho không những Hoa Kỳ mà các quốc gia trên thế giới. Mỹ đã chuẩn bị những căn cứ và trong đó dường như Việt Nam và Campuchia cũng đã có phần để hỗ trợ cho những vấn đề liên quan đến quân sự. Tất cả những dữ kiện đó cho chúng ta thấy rằng mọi người, mọi nơi, mọi nước đều chuẩn bị chiến tranh. Vậy thì liệu chiến tranh có xảy ra ở tại Trung Cộng cũng như trên Biển Đông hay không? Điều này còn tùy thuộc ở những nước can dự mà trong đó chủ yếu là Trung Cộng và Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong hai tuần lễ vừa qua, chúng tôi rất là cảm ơn những sự đóng góp ý kiến cũng như những phê bình và đặc biệt là những cú phone của tất cả quý khán thính giả khắp nơi trên thế giới đã gọi về cho chúng tôi về những bài bình luận chủ đề Biển Đông và những vấn đề liên quan đến sự kiện tồn vong của Việt Nam ở trong những nơi mà Trường Sa, Hoàng Sa đang nhắm tới. Thưa quý vị, cũng tiếp theo những chương trình kỳ trước mà chúng tôi cũng đã từng hứa với quý vị rằng chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi để thưa với quý vị những diễn biến mà thế giới ngày hôm nay đang đối phó một cách kịch liệt. Và chính cái sự kịch liệt này mà Trung Cộng cũng như Hoa Kỳ đang càng ngày càng lạnh dần. Và liệu chiến tranh có thể mở ra ở tại Biển Đông là một nơi mà phát xuất nhiều cái vấn đề chiến tranh lạnh giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng trong những ngày tháng sắp tới hay không? Thưa quý vị, còn quyền lợi của Hoa Kỳ cũng như các nước ven Thái Bình Dương, trong đó 10 quốc gia Á Châu như Việt Nam, Singapore, Philippines, Indonesia, Mã Lai và Thái Lan sẽ như thế nào trong các quốc gia này có bị trì trệ khi Trung Cộng đã phát họa những ý đồ tham lam của họ và càng ngày càng bành trướng đối với Biển Đông và một số đảo biển của các quốc gia ven Thái Bình Dương. Thưa quý vị, những mấu chốt như vậy đã khiến chúng tôi quan tâm hơn. Và chính những cái điều như thế này, cá nhân của chúng tôi là Nguyễn Hồng Dũng rất là trân trọng với những đề tài của Biển Đông và chúng ta là người Việt Nam, cho nên cái sự liên quan mật thiết với tổ quốc, với sự tồn vong của dân tộc khiến chúng tôi ngày đêm suy tư và tìm những tài liệu để cống hiến cũng như để chia sẻ cùng tất cả quý vị. Và kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn đưa với quý vị thấy rằng cái cánh cửa chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng cũng như xả ra ở Biển Đông nó có mở ra không và liệu nó mở ra thì như thế nào. Vì vậy mà chúng tôi đã trân trọng kính mời anh Nguyễn Xuân Nam, Tổng Giám đốc của Hệ thống Truyền thông Truyền hình Kali Today cùng với chúng tôi thảo luận cũng như bàn về những vấn đề này, liệu rằng tương lai của chúng ta, tức là đất nước Việt Nam sẽ ra sao khi mà những đại cường đang tính đến chuyện lợi nhuận của họ trên đầu, trên cổ của nhân dân Việt Nam. Liệu rằng Trung Cộng và Hoa Kỳ cũng như các nước tham dự có đi vào một cuộc chiến tranh đẫm máu hay không? Thưa quý vị, đó là những gì mà hôm nay chúng tôi là Nguyễn Hồng Dũng xin được trân trọng giới thiệu với tất cả quý vị. Và trước hết chúng tôi xin được trân trọng kính chào Nguyễn Xuân Nam và xin mời anh có đôi lời đối với quý khán thính giả khắp nơi. Chào giáo sư Dũng, trân trọng kính chào tất cả quý vị. Có thể nói là Biển Đông nữa là một đề tài chúng ta rất là quan tâm, không phải chỉ người Việt trong nước mà người Việt tại hải ngoại cũng rất là quan tâm. Cho nên chính vì như vậy đó, chúng ta thấy cộng đồng người Việt tại hải ngoại không những là quan tâm mà còn hoạt động và liên kết với các nước Đông Nam Á để cùng đấu tranh để giữ cái Hoàng Sa, Trường Sa cho Việt Nam và cho các nước lân bang, tránh họa xâm lăng. Trong cái giây phút như vậy, cho phép anh em chúng tôi nghiêng mình trước hương linh của cố giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Ông ta cũng đã không ngừng nghỉ để góp phần của mình để trong cái công cuộc
cùng với cộng đồng người Việt khắp nơi, cùng với dân tộc để đấu tranh để giữ gìn Hoàng Trường Sa cho của Việt Nam. Ông ta đã mất, đã ra đi trên một chuyến bay từ Hoa Kỳ về Manila, Philippines để tham dự hội nghị về Biển Đông. Chúng ta thấy rằng dù cái người trong nước hay người hải ngoại, chúng ta có cùng một mẫu số chung là tổ quốc của chúng ta. Tổ quốc đó phải được giữ gìn và được trao lại nguyên vẹn cho con cháu và không mất. Trên một người lớn tuổi như giáo sư Nguyễn Ngọc Bích trên 80 tuổi vẫn bay từ đông sang tây, từ tây sang đông để làm một công việc như vậy. Và không phải chỉ có giáo sư, mà tôi tin chắc là tất cả chúng ta, mọi người chúng ta đều quan tâm giống như giáo sư. Cho nên cái bài tôi chuyện đầu tiên hôm nay, giây phút đầu tiên hôm nay, tôi xin phép quý vị cho phép mấy anh em chúng tôi và xin được cùng tất cả quý vị một phút mặc niệm để tưởng nhớ một người giáo sư khả kính, hết lòng vì quốc gia, hết lòng vì cộng đồng, hết lòng vì dân tộc, đó là giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Dạ vâng. Thưa quý vị, trong cái mấy ngày vừa qua đó, thì Biển Đông nó vẫn tăng cường những cái cơn sóng của nó. Biển Đông tăng cường cơn sóng của nó. Cơn sóng đầu tiên mà chúng ta có thể nói đến một vài ngày qua tại Biển Đông đó, là Trung Quốc qua cái Hoa Kỳ do ông Đô đốc Richardson đã công bố là họ nhìn thấy, họ quan sát, họ theo dõi được một số hoạt động của Trung Quốc tại cái khu vực đảo mà Scarborough, mà ta gọi là Hoàng Nham, phải không thưa giáo sư? Đảo Hoàng Nham. Hoàng Nham, Scarborough. Thì Mỹ phát hiện điều này. Đô đốc Richardson đã nói điều này. Và ta quan ngại rằng có thể Trung Quốc sẽ mở rộng xây dựng đảo nữa. Và khi mà mở rộng xây dựng đảo thì khiến cho tình hình Biển Đông lại thêm căng thẳng. Đó là một cái điều mà ta thấy Biển Đông thực sự vẫn tiếp tục dậy sóng. Cái thứ hai, trong cuộc hội nghị tại mà An ninh Hàng hải Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương ở tại Canberra, thủ đô nước Úc, thì một cái nhân vật là chỉ huy Bộ Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ là Đô đốc Scott Squid, ông ta tuyên bố rằng nếu bị mất đường vào các vùng biển quốc tế mà Trung Quốc đòi chủ quyền ở Biển Đông thì điều đó sẽ tác động sâu xa hơn nhiều, không chỉ mặt quân sự mà về kinh tế, về văn hóa. Trong thời gian vừa qua chúng tôi xem thử đó, khảo sát thử cái tình hình đó với những cái họa đồ khác nhau thì thấy rằng thì nếu mà Trung Quốc nói như ông Harry Harris mà quân sự hóa các hòn đảo mà họ đã chiếm được Biển Đông và kể cả các đảo nhân tạo thì coi như họ đã nắm cái huyết mạch của hải lộ Biển Đông. Và như vậy họ đặt tất cả các quốc gia, không phải chỉ Đông Nam Á mà từ Bắc Á, ví dụ Nam Hàn, ví dụ như là kể cả Nga và kể cả Nam Bắc Hàn và kể cả những cái vùng mà Nam Bán Cầu như là Úc, Tân Đài Loan và kể cả cái hải lộ từ Thái Bình Dương vào Ấn Độ Dương và Biển Đông, kể cả Nhật Bản, kể cả Đài Loan, kể cả Việt Nam, kể cả Philippines và kể cả tất cả những khu vực đó đều rơi vào cuộc khủng hoảng hết. Cho nên chúng ta thấy Biển Đông nó không đơn giản là chiếm một hòn đảo và không phải đơn giản chỉ dừng lại ở cuộc tranh chấp cái Biển Đông không thôi, mà nó còn đi xa hơn nữa. Như anh em chúng tôi đã thưa quý vị trước đây đó, nó là một cái trận địa đối đầu giữa các thế lực để lập lại cái trật tự thế giới mới, hoặc là một trật tự hiện có đã có trên cơ sở luật pháp, công pháp quốc tế mà đem lại sự hòa bình và ổn định cho cộng đồng khu vực Á Châu trong 70 năm vừa qua, hay là rơi vào một cái trật tự mới mà Trung Quốc sẽ là người cầm giữ cái trật tự này, mà cầm giữ trên cái tập tiền, trên cái bối cảnh đó, là không dựa vào luật pháp, không dựa vào công pháp và dựa vào sức mạnh, dựa vào cái bắt nạt, dựa vào cái ăn hiếp, thì quốc tế và trong đó cái dân tộc Việt Nam của chúng ta phải đứng trước sự chọn lựa đi về đâu. Bởi vì chúng ta giữ cái gì, chúng ta bảo vệ cái gì, hay chúng ta theo cái chiều hướng nào, thì đây là một đề tài rất quan trọng. Trên trong đề tài ngày hôm nay chúng tôi sẽ mời quý vị cùng chúng ta theo dõi cái cuộc đấu đá giữ gìn hay là lật đổ ở tại Biển Đông như thế nào, cho đại giáo sư. Dạ vâng, cảm ơn anh Nguyễn Xuân Nam. Kính thưa quý vị,
Như tất cả quý vị cũng đã biết rằng hiện giờ đó, thì nói đến Trung Cộng thì chúng ta có 1001 câu chuyện để nói đến Trung Cộng. Nhưng mà 1001 câu chuyện thì thường là 90% đã là những chuyện phiền não, đau khổ và những cái chuyện đem lại cho mọi người những sự phiền muộn. Thứ nhất là đất nước Trung Cộng đến giờ phút này đó, trong nội tình của Trung Cộng đã là một trong những quốc gia có nhiều xáo trộn nhất. Quý vị có thể tưởng tượng mỗi một ngày như vậy, Trung Cộng đón nhận vào khoảng trên 1000 những sự đứng dậy của người dân để phản đối. Mỗi một ngày như vậy có nhiều trăm vụ bạo loạn. Và thưa quý vị, tất cả những sự kiện đó nó đã kết nối trở thành một cái sâu làm cho đất nước của Trung Cộng trở nên một đất nước loạn lạc ở trong nội địa. Tuy nhiên Tập Cận Bình cùng với những bộ chính trị của ông ta là ban hành những cái chính sách hết sức là ngược đời. Đó là những vấn đề mà như chúng ta đã thấy hiện tại, tu tạo những hòn đảo vốn là những hòn đảo thuộc chủ quyền của các quốc gia khác, và đồng thời càng ngày là càng dương dương tự đắc ở trong một cái tư thế là muốn lấn chiếm tất cả như Nguyễn Xuân Nam vừa trình bày, khiến cho tất cả các quốc gia trên thế giới đều bị ảnh hưởng, hay nói đúng hơn đều bị chặn lại ở cái sự kiểm soát do Trung Cộng đưa ra trên trời, dưới biển, trên mặt biển. Nói chung là Trung Cộng muốn ăn trùm tất cả. Và điều thứ ba, thưa quý vị, với những cái thái độ hù dọa cũng như với những thái độ dùng cái kinh tế của mình để đàn áp, để ép buộc một số các quốc gia khác như là những quốc gia chung quanh, lân cận đối với Trung Cộng để họ đưa ra những cái chính sách cũng như là cái đường lối phải theo. Tuy nhiên chỉ có một số nước yếu chứ hầu hết thì các quốc gia đều phản đối, mà kể cả trong đó có Việt Nam cũng đang ấm ngầm phản đối những cái chính sách bất lợi cho thế giới cũng như bất lợi cho Việt Nam. Thưa quý vị, Hoa Kỳ là một trong những quốc gia chủ đạo mà từ trước đến nay, trên 50 năm qua, Hoa Kỳ là trùm của vấn đề Biển Đông. Chính vì vậy mà giờ phút này không có một lý do nào để Trung Cộng có thể làm mây, làm mưa mà Hoa Kỳ chỉ dương mắt ấy đứng ngó. Cho nên Hoa Kỳ, như ông Đô đốc của Hoa Kỳ là ông Đô đốc Richardson đã cảnh cáo rằng nếu Hoa Kỳ ở trong một cái thế không tiến tới do dự thì đây là một cái tử quyệt của Hoa Kỳ. Cho nên Hoa Kỳ dứt khoát phải có một thái độ. Thưa quý vị, mà nếu có thái độ mà Trung Cộng cũng ở trong một cái thái độ như vậy thì hai bên đều cứng, thì thưa quý vị, chuyện gì xảy ra? Chắc chắn cái cánh cửa của chiến tranh sẽ xảy ra ở tại Biển Đông. Như vậy liệu, thưa anh Nguyễn Xuân Nam, chúng ta có thấy được những cái hình ảnh của chiến tranh đang lù lù tới Biển Đông, mà trong đó có sự ảnh hưởng chung trên đất nước Việt Nam cũng như là một số các nước trong 10 quốc gia Á Châu là những nước trực tiếp bị tham dự, và bên cạnh đó là hai đại cường Trung Cộng và Hoa Kỳ như thế nào, thưa anh? Trong giáo sư, thưa quý vị, cái chuyện mà chiến tranh Trung Mỹ đó là không phải là cái chuyện mới. Trước đây người ta đã có viết cuốn sách năm 2014 đã nói đến cuộc chiến tranh này. Tất nhiên hai bên nếu mà đánh nhau thì với cái thực lực năm 2014 cách 2 năm thì cuộc chiến sẽ ra sao, rồi ai thắng, rồi nguyên nhân cuộc chiến ở đâu, vân 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 vân. Cho nên từ lâu người ta đã nói là sẽ có cuộc chiến giữa Trung và Mỹ. Trung Mỹ nó cái điều này đó, nó càng ngày nó càng rõ ràng hơn, và cái nguyên nhân của nó càng ngày càng mở rộng hơn. Quý vị nhớ trước đây đó, cách đây khoảng chừng 50 năm thôi, không lâu, giáo sư nhớ 50 năm trước đây thôi, khi mà nói tới cuộc chiến, nếu có cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc ấy, thì ta nói là chắc là do Bắc Hàn tấn công vào Nam Hàn, Mỹ có hiệp ước liên minh phòng thủ với Nam Hàn thì Mỹ sẽ nhảy ra đỡ cho Nam Hàn, phụ Nam Hàn đánh lại Bắc Hàn và đánh lại Trung Quốc, đúng không? Thì cái giới hạn, rất là giới hạn, nếu Mỹ nhảy một cuộc chiến tranh ở tại khu vực châu Á Thái Bình Dương ấy, là vì Mỹ sẽ bảo vệ Nam Hàn trước sự tấn công của Bắc Hàn với liên minh của Trung Quốc, hay là Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu Đài Loan bị Trung Quốc tấn công, đặc biệt là trong thời kỳ của Trần Thủy Biển làm tổng thống, right? Thì Trần Thủy Biển là đảng Dân Chủ Cấp Tiến của Đài Loan, là một đảng chủ trương là trước Đài Loan là một quốc gia tách rời, tách rời khỏi Trung Quốc, mà Trung Quốc cho rằng nếu anh tách rời ra là một quốc gia độc lập thì tôi đánh anh. Trên khi mà Trần Thủy Biển lên làm tổng thống
là vị tổng thống đầu tiên không phải là quốc dân đảng, và vị tổng thống đầu tiên của đảng Dân Chủ Cấp Tiến từ cái thời bị Tiễn với Thạch di cư ra Đài Loan, lập cái quốc gia Đài Loan ở đó đó, thì Trần Thủy Biển là quốc, là cái làm tổng thống của đảng đối lập đầu tiên quốc dân đảng, và là cái đảng chủ trương tách rời Đài Loan thành quốc gia độc lập. Thế thì trước đây khi nói mà nếu mà Đài Loan tuyên bố tách ra là quốc gia độc lập đó, thì Trung Quốc sẽ tấn công. Mà nếu Trung Quốc tấn công thì Mỹ có cái hiệp ước bảo vệ Đài Loan thì buộc lòng Mỹ phải nhảy vào cuộc. Như vậy cuộc chiến tranh nếu có Mỹ trước đây đó, vài ba năm trước, năm mấy năm trước, khi nói về chiến tranh giữa Mỹ và Trung Cộng thì chỉ có một vài tình huống thôi, là hoặc là Nam Hàn bị tấn công, hoặc là Đài Loan bị tấn công, mà Mỹ có cái hiệp ước liên minh phòng thủ với các quốc gia đó, hiệp ước đồng minh với các quốc gia đó, đành phải nhảy vào bảo vệ thôi. Nhưng mà bây giờ đó, vài năm sau bây giờ nhìn lại, wow, nó đâu phải chỉ có hai lý do đó. Cho nên đó, bây giờ là chúng ta thấy điều gì xảy ra. Thấy điều thứ nhất đó, là cái vụ mà giữa Trung Quốc và Nhật cũng rất là căng thẳng trong một vài năm vừa qua, với việc tranh chấp trên cái hòn đảo mà Senkaku mà Trung Cộng và đảo Điếu Ngư đó. Và bây giờ mới gần đây nó hơi sóng yên biển lặng chút xíu thôi, chứ cách đây khoảng trên một năm trở về trước thì có thể là hai quốc gia gần như có thể suýt rơi vào chiến tranh, right? Mà nếu mà Nhật mà đánh với Trung Quốc, bị Trung Quốc tấn công thì Mỹ sẽ lao vào vòng chiến, right? Như vậy thì so với trước thì cánh cửa chiến tranh nó mở thêm cánh cửa ở phía Nhật, right? Rồi ngoài cái vấn đề Nam Hàn, Đài Loan thì Nhật Bản cũng có thể bị, là cánh cửa chiến tranh mở rộng ra. Mà không phải chỉ như vậy, bây giờ ở tại Đông Nam Á nữa, cánh cửa chiến tranh nó sẽ mở rộng tại Đông Nam Á. Bởi vì các quốc gia tranh chấp Trung Quốc về đảo và biển, về biên giới, cho nên cái cuộc chiến tranh với các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc không phải không có, mà ngày càng cái yếu tố đó ngày càng sôi sục, ngày càng dữ dằn. Và chúng ta thấy hai bên chưa bên nào back down, chưa bên nào cụp đuôi cả, và hai bên lấn tới thì cái cánh cửa chiến tranh rất là lớn. Chúng ta thấy trong thời gian vừa qua Mỹ được cái hạm đội tấn công vào trong cái vùng biển Biển Đông của chúng ta, đúng không? Trong khi Trung Quốc là tăng cường radar, tăng cường là hỏa tiễn đất đối không, và tăng cường cái phản lực cơ J-11. Như vậy là Trung Quốc chạy đua vũ trang ở Biển Đông, chạy đua quân sự hóa Biển Đông, và Mỹ không chấp nhận cái hiện trạng đó mà bị mất Biển Đông, mất cái đường hàng hải. Trên Mỹ và các đồng minh của mình nhảy vào cuộc, đưa cả hạm đội tấn công vào khu vực này, và lần lượt từ ông Richardson cho đến Scott Webb cho đến Harry Harris cho đến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ash Carter đều nhấn mạnh rằng Trung Quốc đang thực sự đang chiếm Biển Đông, và Trung Quốc đang quân sự hóa Biển Đông, và Trung Quốc đang đe dọa và xâm lược các nước yếu, là Trung Quốc đang phong tỏa cái đường hàng hải, và nếu Mỹ mất khu vực này thì coi như Mỹ đã trở thành một kẻ thua cuộc. Và họ cho rằng họ không nhượng bộ cái khu vực này, Mỹ sẽ bảo vệ tới cùng. Mỹ không tranh chấp về chủ quyền, nhưng Mỹ bảo vệ tới cùng quyền lợi cốt lõi nước Mỹ trong khu vực này. Như vậy chúng ta thấy hai cái thế lực Bắc Hàn và Nam Hàn, trong cuộc tập trận của Mỹ và Nam Hàn, Bắc Hàn phóng hỏa tiễn qua biển Nhật Bản, 800 cây số, 500 dặm qua biển Nhật Bản, hỏa tiễn nguyên tử. Rồi chúng ta thấy là Mỹ không back down, Mỹ đưa thác cái hỏa tiễn phòng thủ vào khu vực Nam Hàn, để nếu mà Bắc Hàn tấn công bằng hỏa tiễn vào Nam Hàn thì Mỹ có giúp Nam Hàn có thể phòng thủ được, tiêu diệt các cái hỏa tiễn đạn đạo đó vào Nam Hàn, right? Rồi chúng ta thấy Nhật Bản đưa thác vào Nhật Bản, right? Cho thấy cái khu vực đó là cái khu vực bất ổn, cánh cửa chiến tranh mở ra rất lớn. Khu vực tại Biển Đông giữa Trung Quốc và Nhật Bản, cánh cửa chiến tranh đã từng mở ra lớn, mới vừa khép lại đôi chút trong một vài tháng vừa qua. Rồi bây giờ cánh cửa chiến tranh tại Biển Đông, từ Hoàng Sa trang Trường Sa đang rực lửa. Mỹ đưa hạm đội vào, Trung Quốc quân sự hóa khu vực này, right? Bây giờ trong Nhật Bản tuyên bố quốc phòng mới đây nhất
của ông Thủ tướng nước Úc là Thủ tướng Malcolm Turnbull, thì Thủ tướng Úc đó, trong cái sách trắng đó, là bạch thư về quốc phòng, thì chính cái Thủ tướng Úc cũng bày tỏ một cái ý đồ, cái mong muốn là cùng tham dự về quân sự với các đồng minh Mỹ, Nhật, Úc, Ấn Độ và các quốc gia khác để mà bảo vệ cái tuyến hải hành ở trên biển Đông này, bởi vì đó là quyền lợi nước Úc. Mà quý vị cứ vào trong cái bản đồ nước Úc, quý vị thấy là cái con đường đó rất là ảnh hưởng tới Úc và Tân Tây Lan. Thì Úc cũng không thể đứng ngoài cuộc. Úc bộc lộ hẳn trong bạch thư là Úc sẵn sàng nhảy vào cuộc. Dứt khoát. Anh thấy không? Như vậy một cái góc nhìn khác, Úc nhảy vào cuộc. Ấn Độ cũng chuẩn bị tập trận với Mỹ lần này ở phía bắc đảo Scarborough, nơi mà Trung Quốc đang có nhiều hoạt động này. Để chi? Tập trận tam cường và tứ cường và cái cuộc tập trận Maliba vào trong vài tháng tới. Một tập trận lớn kinh khủng tại Biển Đông do tứ cường về hải quân Mỹ, Úc, Nhật, Philippines, Ấn Độ. Do vậy chúng ta thấy đó, cái cả cái Biển Đông trong cái nhìn như vậy đó, thì chúng ta thấy nó cuộc sống nó không có bình lặng, nó không có bình lặng. Rồi chúng ta thấy đó, ở đây đó, ngoài trừ cái việc mà tranh chấp cho hòn đảo, có cái vấn đề lớn hơn là hai cái thế lực Mỹ và Trung Quốc đang vật tay nhau từng giờ một, từng giây một, của ai là người sẽ ngã gục trong cuộc chạy đua tại Biển Đông để cái trật tự, giữa cái trật tự thế giới mới và một trật tự thế giới cũ, cái nào sẽ chiến thắng. Hay nói cách khác hơn á, mộng bá đồ vương của Trung Quốc và Mỹ, Mỹ muốn giữ lại cái giấc mơ mộng bá đồ vương tại Biển Đông, trong khi Trung Quốc muốn lật đổ cái mộng bá đồ vương của Mỹ, cái đế chế của Mỹ bằng một đế chế của Trung Quốc, thì sẽ như thế nào? Cho nên chúng ta thấy rằng cái cánh cửa đó, chiến tranh đó, thưa giáo sư, cái cánh cửa chiến tranh so với chỉ mới vài năm thôi, thì cái cánh cửa chiến tranh nó mở ra trên nhiều góc độ, nhiều cái hướng, nhiều góc và liên quan đến nhiều quốc gia, và trong chiều hướng là đối đầu và không bên nào chịu những bộ bên nào. Nên từ đó người ta cho rằng một cuộc chiến ở tại Biển Đông là khó thể tránh khỏi, khó thể tránh khỏi. Thưa giáo sư. Dạ vâng. Cái vấn đề mà chiến tranh khó có thể tránh khỏi giữa một nước là Trung Cộng đang mở rộng cái nền kinh tế của họ, cũng như là chiếm cứ một số những đảo biển. Một bên là quyền lợi của Hoa Kỳ từ Malacca đi về. Tất cả những quốc gia đều có sự ảnh hưởng, mà nhất là những quốc gia như là Nhật Bản, Nam Hàn ở trên kia. Ở dưới này thì có Malaysia, Indonesia, Việt Nam. Những nước như thế mà họ chấp nhận để phải bị kiểm soát bởi những chiến thuyền cũng như tàu bè của họ thì dứt khoát là điều này không muốn. Cho nên nó càng ngày đó thì một số các quốc gia cần xích lại gần hơn với cái sự chủ trương của Đô đốc Richardson cũng như là của Hoa Kỳ. Và dĩ nhiên khi mà xích lại gần nhau với Hoa Kỳ, đồng nghĩa với họ chống đối ra mặt đối với cái bá quyền của Trung Cộng. Cho nên càng ngày đấy chúng ta càng thấy rằng cái sự kiện mà như anh Nguyễn Xuân Nam vừa thưa với quý vị, nó lố dạng từ từ. Tức là những cái sự tranh chấp âm ỉ từ trước đến nay, cái sự đàn áp cũng như là những cái bá quyền mà hết sức là vô lý. Dù rằng chúng ta có cái luật biển năm 1982, UNCLOS của Liên Hiệp Quốc mà Trung Cộng đã đặt bút xuống ký. Trong khi đó thì thưa quý vị, tất cả những điều đó dường như NEPA, tức là không có đếm xỉa gì đối với Trung Cộng. Cho nên Trung Cộng là càng ngày càng tỏ ra là một cái sự, nghĩa là chướng ngại đến cái mức độ mà không thể nào chấp nhận được. Đến nỗi mà bạch thư của Thủ tướng nước Úc, ông cũng phải nói rằng phải dùng quân sự chứ không thể dùng ngoại giao cái kiểu mà từ trước đến nay. Vậy thì thưa với Nguyễn Xuân Nam, liệu rằng nếu mà chiến tranh xảy ra đó, thì cái yếu tố nào để nó kích hoạt và cái yếu tố nào để nó trở nên bùng nổ, ví dụ như anh bắn trước tôi bắn trước, hay là một chiếc thuyền đâm vào, hoặc là tàu ngầm, nghĩa là đụng độ với nhau, rồi những cái nước mà nó có cái sự tham gia thì dĩ nhiên một bên thì có một số các quốc gia khác tham gia, một bên thì có quốc gia khác tham gia, như vậy thì hóa ra nó trở thành cái chiến tranh của thế giới thứ ba. Liệu rằng cái chuyện đó nó có thể xảy ra không, thưa anh? Cái câu hỏi rất dễ thương, thưa anh.
Thưa quý vị, là bất cứ cuộc chiến tranh nào nó phải có cái nguyên nhân, một cái nguyên nhân trực tiếp để xảy ra cuộc chiến tranh đó. Nó là trigger, là nó kích hoạt cho cuộc chiến tranh, một cái xung đột, một cuộc đụng độ, nó kích hoạt cho cuộc chiến tranh đó. Thì cái có thể nói đó, nhiều người cho rằng đó, cái quyền lợi Mỹ đang đe dọa. Có thể nào Mỹ đánh preemptive strike, đánh phủ đầu Trung Cộng không? Đánh giống người ta nói là trong dân gian nói là đứa nào tiên trước làm cha và đứa nào làm tàu, tiên sâu làm chó dưới nhà đó. Cái người đánh trước thì rất là có lợi. Đánh bất ngờ, đánh phủ đầu. Thì bây giờ cái quyền lợi của Mỹ và các đồng minh của Mỹ đang bị đe dọa. Cái chỗ đứng của Mỹ như là một đế chế tại châu Á Thái Bình Dương. Cái đế chế đó giữ gìn trong 70 năm vừa qua, bình an, tôn trọng luật lệ, tôn trọng sự thịnh vượng, mọi người đoàn kết nhau. Cái sự ổn định đó, cái đế chế đó đang bị tấn công, đang bị lật đổ, và cái xâm phạm vào từng quốc gia cũng bị xâm phạm về quyền lợi, chủ quyền lãnh thổ. Thì phải chăng đó, Mỹ đang mạnh hơn Trung Quốc? Mỹ có nào chơi màn đánh phủ đầu Trung Quốc để mà Thiên hạ thủ vi cường. Chẳng hạn như chúng ta thấy ông Tổng thống Bush đã từng quýnh ở tại Iraq và Afghanistan là preemptive strike, cái vấn đề mà đánh phủ đầu trước Trung Quốc không? Thì cái câu hỏi đó thì các nhà phân tích quân sự đều cho rằng cái câu trả lời là zero. Câu trả lời là no. Bởi vì Mỹ không dám nhận lãnh một vai trò diều hâu hung hãn đó trong thời buổi bây giờ trước cộng đồng quốc tế và Liên Hợp Quốc. Và cái giá chính trị, nếu một quốc gia đó, cái đảng nào bị tổng thống nào mà đưa cái dân tộc Mỹ vào cái cuộc chiến á, cái kiểu đó, đó thì cái sẽ trả một giá chính trị rất là lớn. Ông Tổng thống Barack Obama đã từng nói một câu này: nếu mà tôi nghe lời khuyên của một số nhà quân sự đó, thì trong 8 năm làm tổng thống của tôi, ít nhất 7 lần Mỹ phải đưa quân mở cuộc chiến với các quốc gia khác. Cho nên cái vấn đề về việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt, triết la trừ bào, không có một quốc gia nào, một tổng thống nào, một đảng nào mà phiêu lưu mạo hiểm để đưa nước Mỹ đánh preemptive strike, đánh phủ đầu Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay. Cho nên cái đó không có. Cái yếu tố đó, kích hoạt đó, yếu tố không. Nhưng mà người ta nghĩ một tình huống thế này nè. Nghĩ một tình huống là sức mạnh của Mỹ sẽ 1000 lần lớn hơn khi mà Mỹ bị đánh, giống như cái vụ Trân Châu Cảng. Khi mà bất ngờ bị Nhật Bản tấn công, Mỹ vào cuộc, đúng không? Mỹ vào cuộc. Và khi mà bị bất ngờ bị Nhật Bản tấn công trong cái vụ Trân Châu Cảng ấy, thì nước Mỹ vùng dậy, và sức Mỹ, cái ý chí thép của nước Mỹ, lòng tự hào dân tộc nước Mỹ, toàn bộ sức mạnh nước Mỹ được huy động mức tối đa, và Mỹ đã vào cuộc với tất cả những cái sức mạnh đó, ý chí đó. Và đó chính là cái chính nghĩa mà Mỹ đã thuyết phục thế giới, thuyết phục nhân loại, và thuyết phục Liên Hợp Quốc, và thuyết phục mọi người rằng cần phải giữ một trật tự cho thế giới, và chúng ta bị tấn công. Cho nên trong cái trường hợp này, nếu một đồng minh của Nam Hàn phải bị Bắc Hàn mà tấn công thì lúc đó cái sự tham chiến của Mỹ có cái chính nghĩa và có cái lý lẽ được cộng đồng thế giới thừa nhận. Và nếu cái cuộc chiến nó như vậy đó thì cùng lắm Mỹ và thêm chút xíu nữa có thể Nhật cùng với Mỹ là đồng minh tham gia trong một trận chiến tiêu diệt Bắc Hàn. Right. Và có thể đụng độ với Trung Quốc trong lĩnh vực này. Nhưng mà bởi vì các quốc gia khác như Phi Lục Tân, như Việt Nam, right, như Đài Loan, như Úc, chẳng dính dáng vô khu vực này cả. Cho nên bởi vì cái yếu tố kích hoạt, trigger trong cuộc chiến, nó dẫn đến ai tham dự và đồng minh nào tham dự. Nhưng mà nếu như cuộc chiến xảy ra giữa Trung Quốc, Trung Cộng và Nhật Bản thì Mỹ sẽ tham dự. Ai tham dự nữa
thì có lẽ còn coi lại. Nhưng mà Mỹ tham dự với Nhật Bản là điều chắc. Còn nếu mà Mỹ và Trung Cộng, nếu mà Trung Cộng tấn giải quyết vấn đề chiếm đảo, chiếm biển và chiến tranh nổ ra tại Biển Đông đó, thì thưa quý vị, có thể rất nhiều người tham dự hơn. Bởi vì nó liên quan đến Úc, nó liên quan đến Tân Tây Lan, nó liên quan đến Phi Luật Tân, liên quan đến Singapore, nó liên quan Malaysia, nó liên quan Việt Nam, nó liên quan kể cả Nhật, liên quan kể cả Đại Hàn, liên quan kể cả Đài Loan. Như vậy nếu mà trận chiến nó nổ ra tại Biển Đông đó, thì đó có thể là một trận đại chiến. Mà nếu mà cuộc chiến nổ ra ở tại khu vực Bắc Hàn, có thể là cuộc tranh khu vực rất nhỏ. Nhưng mà nếu nổ ra ở tại Biển Đông thì cái âm ba, cái mức độ tham dự, mức độ các quốc gia tham dự, cái tầm vóc chiến tranh đó, nó sẽ ngàn lần lớn hơn, nó kinh hoàng hơn nhiều. Bởi vì nó quá nhiều các liên quân, quá nhiều các liên minh nó sẽ nhảy vào cuộc chiến này. Cho nên đó, tùy vào cái yếu tố kích hoạt và tùy vào cái cuộc chiến nổ ra vì lý do gì và ở đâu, liên quan tới ai, thì cái mức độ cuộc chiến ở tại châu Á, Thái Bình Dương ở cái nhiều mức độ khác nhau, nhiều cái mức độ rất là khác nhau. Nhưng mà người ta điều này nè, người ta hay dùng cái chữ đó. Thứ nhất là window of war, là cánh cửa chiến tranh, cửa sổ chiến tranh được mở ra thì chúng ta vừa nói. Nhưng mà người ta nói yếu tố thứ hai nữa là yếu tố là gì? Cái yếu tố chính nghĩa ở đây và yếu tố nó kêu là miscalculation. Ví dụ, tôi cho ví dụ, hiện nay tất cả các quốc gia đều ngại một điều là nếu Trung Quốc ra một cái vùng nhận dạng phòng không á, vùng ADIC tại Biển Đông á, thì các cái khu vực đó nó cấm chợ ngăn sông á, là muốn đi vào máy bay muốn qua khu vực này phải xin phép họ, họ cho đi mới được qua, không cho đi thì phải quay đường khác. Như vậy thì Mỹ và các nước sẽ không thừa nhận cái ADIC này. Mà nếu Mỹ và thừa không thừa nhận đi ADIC này mà Mỹ và các nước đồng minh ấy, cho máy bay của mình bay qua khu vực nhận diện phòng không mà có thể Trung Quốc sẽ thiết lập trên Biển Đông, right? Thì có thể là hòa tiễn đất đôi không của Trung Quốc sẽ Mỹ nó bất chấp, một số quốc gia bất chấp cứ cho máy bay bay qua, thì anh kia tức cầm một cái khai hỏa một cái, một chiếc B-52 bị bắn rớt, hay một chiếc máy bay của Úc bị bắn rớt, hay một chiếc máy bay của Nhật bị bắn rớt, thì chuyện lớn sẽ xảy ra. Bởi vì nó kêu là miscalculation. Cái miscalculation, cái yếu tố đó, cái sự tính sai nước cờ, nóng nảy, bấm ra tay trước, bực mình, hay là một cái chiến tàu mà chẳng hạn chúng ta thấy rằng Mỹ còn tuyên bố sau hai cái đợt mà các chiến hạm, khu trục hạm của Mỹ xâm nhập các vùng mà đảo nhân tạo đó, thì có trong thời gian tới Mỹ còn đi xâm nhập nhiều nữa, kể cả hạm đội tấn công của Mỹ đã đi vào trong cái Biển Đông. Mà nếu chúng ta thấy rằng chính một vị thuyền trưởng, hạm trưởng cũng cho biết rằng là họ đã thấy những tàu của Trung Quốc bám sát theo, right? Mỹ họ thẳng tướng là đi, 70 năm nay tôi đã đi như vậy, không có gì lý do mà tôi không đi nữa, right? Thì anh kia tức là cái chủ nghĩa dân tộc cuồng tín quá khích tức mày vô của tao hả, bùm thì có chuyện. Cho nên đó, người ta nói rằng Mỹ sẵn sàng đứng trước hai yếu tố là bị tấn công bất ngờ, nhưng mà đã từng bị Nhật tấn công Trân Châu Cảng và Thế chiến thứ hai, và Mỹ cũng có thể đối phó với tình huống là tình huống miscalculation, tình huống mà tính toán sai lầm của phía Trung Quốc. Và trong cái điều đó, cái nó sẽ kích hoạt cái cuộc chiến nổ ra, và cái kích hoạt đó thì tùy vào nó xảy ra trong phạm vi nào, ở quy mô nào, thì các quốc gia đồng minh sẽ nhảy vào cuộc. Và như vậy, thưa quý vị, cho dù nhảy vào chỗ nào, có vào cuộc chỗ nào, chúng ta thấy cái mẫu số chung là gì? Mỹ ở phía Bắc Á, Mỹ bảo vệ Nam Hàn. Đông Á, Mỹ bảo vệ Nhật và Đài Loan. Đông Nam Á, Philippines, Phi Luật Tân. Singapore. Kể cả Singapore, mấy đây trong trường mực nào, Singapore, Malaysia. Thì đó chúng ta thấy cái chỗ nào xảy ra cũng dính Mỹ vô. Cái chỗ nào xảy ra cũng dính Mỹ vô.
mà dính đến Mỹ vô đó, thì nếu mà dính ở Đông Nam Á thì vấn đề Việt Nam đứng bên nào? Người anh em sầu chủ nghĩa với Trung Cộng, hay là đứng bên phía các cái phe chống lại, chống lại cái sự bành trướng của Trung Cộng? Cho nên cái chỗ này cũng rất là phức tạp, rất là phức tạp. Cho nên ta nói này, cái chuyện mà cái tình huống á, sẽ xảy ra. Bây giờ ta nói cái điều này nè, có một vài người họ đưa ra một cái giả định của chiến tranh. Chúng tôi đọc một số các loạt bài và sách và bài của cái ký giả Farley Roberts, một ký giả nổi tiếng nhất, nhà bình luận nổi tiếng của nhất của thế giới, chứ không phải của Mỹ không, về các vấn đề mà chiến tranh tại vùng Đông Nam Á, chiến tranh Mỹ-Trung. Chúng ta viết hàng loạt bài trong suốt cả chục năm qua, rất là có giá trị, và sách báo vấn đề này cũng nhiều. Thì người ta đưa ra một vài cái giả định về cái chiến tranh xảy ra như thế nào nếu xảy ra tại cái Biển Đông của chúng ta. Thứ nhất, giáo sư nghĩ nào, cái giả định thứ nhất á, người ta cho rằng chiến tranh có thể không xảy ra, vì nói gì thì nói, cho đến giờ này thế và lực Trung Quốc đều thua, cho nên Trung Quốc chỉ hùng hổ đánh cờ hù nhưng sẽ cụp đùi nếu có đe dọa chiến tranh. Bởi vì sao? Cái khoảng cách về quân sự, kỹ thuật quân sự và vũ khí giữa Mỹ và Trung Quốc còn rất là xa. Ngay cả những cái phân tích mới nhất về cái chiếc tàu mà hàng không mẫu hạm Liêu Ninh á, nó kêu là thực sự đó là con cọp giấy đúng nghĩa, completely, là chỉ là hoàn toàn là con cọp giấy. Cho nên á, cái tiềm lực của quân sự Trung Quốc không ở cái mức là đối thủ của nước Mỹ trong thời điểm tới, ít nhất tới giờ phút này. Đó là về lực. Còn về thế đó, thì chính cái nhà bình luận là Farley Roberts, ông ta nói câu này: so với 6 năm trước thì Trung Quốc mạnh hơn nhiều về mặt quân sự, về lực. Nhưng mà thế Trung Quốc thì Trung Quốc đã đuổi tất cả các quốc gia gần gũi, hàng xóm láng giềng, bạn bè của mình sang phía Mỹ hết. Cho nên khi mà xảy chiến tranh thì Trung Quốc chỉ đơn phương thôi. Trong khi từ Bắc Á, từ Đông Á, từ Trung Á, từ Nam Á, Đông Nam Á là xung quanh Trung Quốc đối đầu với muôn vàng trạng trạng, hàng ngàn lớp lớp là những đồng minh của Mỹ và kẻ thù. 3-1 không chọc cũng què. Right. Cho nên cái so với trước đây, cái lực Trung Quốc có mạnh hơn, nhưng mà cũng chưa đủ để đánh với Mỹ, huống chi mà gặp một loạt các đồng minh như vậy. Và cái thế của Trung Quốc so với 6 năm trước thì Farley Roberts đã nói rằng cái thế Trung Quốc yếu hơn nhiều. Cho nên cái giả định thứ nhất là Trung Quốc sẽ cụp đuôi nếu bùng nổ chiến tranh đó, thì Trung Quốc sẽ cụp đuôi vì không đủ sức kháng cự với cái lực lượng Mỹ và đồng minh. Và cho dù có cố gắng đánh lại đó, thì cái thiệt hại về nhân mạng, về vũ khí, về chiến phí đó, nó lớn, quá lớn. Cho dù cái chiếm lấy của Đài Loan cũng không có đủ, không đáng để mà mở cuộc chiến tranh với Mỹ. Yeah. Đó. Cho nên đó, người ta cho rằng Trung Quốc sẽ cụp đuôi trước Mỹ. Nhưng mà người ta lại có lý luận khác cho rằng như thế này: Tập Cận Bình đó là một nhân vật rất là cứng rắn. Sở dĩ chiến tranh, sở dĩ Biển Đông đó, trong mấy năm vừa qua nó sôi sục lên đó, như chúng ta đã từng nói trong rất nhiều bài trước đây, quý vị có thể vào trong youtube.com gạch chéo cái truyền hình Việt Nam số 1, chữ số 1, truyền hình Việt Nam số 1, thì quý vị lật vậy trong cái hồ sơ mà trên YouTube của chúng tôi gần hàng mấy chục bài nói chuyện về vấn đề tình Biển Đông, thưa quý vị, cho thấy cái là thực sự Biển Đông nó có vấn đề từ thời gian Trạch Dân và Hồ Cẩm Đà, nhưng mà vấn đề nó không có kinh khủng như bây giờ. Lúc đó Hồ Cẩm Đà và Giang Trạch Dân còn có ý định là kêu gọi các nước Đông Nam Á thôi, mình thập niên 80, thập niên 90 hòa quảng đó. Mình hòa quảng, mình sống chung với nhau, mình chia với nhau, chia cái lợi giữa Biển Đông.
Lúc đó họ cái nhìn chưa tới cái nhìn vấn đề chiếm đảo và mở rộng đảo, nhưng mà lúc đó họ nghĩ là dầu khí với Biển Đông thôi, vấn đề khoáng sản dầu khí với Biển Đông thôi, ta chia cái đó ra để sống. Nhưng mà từ cái ngày Tập Cận Bình lên đó, ý niệm mà cùng chung sống, cùng chia sẻ với nhau về cái Biển Đông, tài nguyên Biển Đông không còn nữa, mà ông Tập Cận Bình muốn chiếm tròn Biển Đông này bằng mọi cách để thế và lực của Trung Quốc. Do vậy đó, cái thời trước mà nói chuyện, cái thời kỳ mà Giang Trạch Dân mà Hồ Cẩm Đào mà nói chuyện đó, mà Trung Quốc cụp đuôi đó, thì cái yếu tố cụp đuôi nó lớn hơn. Nhưng mà anh Giang Trạch Dân này và anh mà Tập Cận Bình này đó, anh cũng ngang ngược lắm, anh cũng cứng rắn lắm, anh cũng tự hào dân tộc quá đáng lắm, cuồng tín lắm, và có thể tay cứng rắn hơn. Và cái yếu tố như vậy, yếu tố có thể chiến tranh sẽ nổ ra trên cái hồ sơ Biển Đông rất là lớn. Bởi vì cái chính cái tính quá khích và yêu nước cực đoan, yêu nước quá khích của Tập Cận Bình và tham vọng của Tập Cận Bình có thể dẫn tới Biển Đông là cái mồ chôn của giặc Tàu ngay trên Biển Đông trong thế kỷ 21 này. Đó. Thì cái yếu tố như vậy đó là người ta nói Mỹ, Trung Quốc cụp đuôi và Trung Quốc không cụp đuôi. Đấy. Và chúng ta mong là Trung Quốc cụp đuôi, không cụp đuôi thì còn nhiều vấn đề phức tạp. Và cái yếu tố có người cho rằng là cái tình huống chiến tranh không xảy ra về Mỹ đánh Trung Quốc, thì bây giờ Trung Quốc họ cũng có hỏa tiễn đạn đạo, vì Trung Quốc cũng có hỏa tiễn nguyên tử, Trung Quốc cũng có một cái lực lượng quân sự lớn nhất cái thế giới về bộ binh, căn cứ những cái hỏa tiễn của Trung Quốc cũng dữ dội, thì có thể binh cũng sức đầu, binh gãy gọc. Cho nên Mỹ cũng không muốn tham dự cuộc chiến tranh, mà cái sự mà tàn phá, cái hậu quả của nó rất là lớn. Thì người ta đặt ra có thể Mỹ nhượng bộ Trung Quốc và cụp đuôi không? Mà cái đặt vấn đề là nếu mà Mỹ nhượng bộ Trung Quốc cụp đuôi thì Mỹ nhượng bộ cái gì? Tới mức độ nào? Và nếu Trung Quốc không bằng lòng cái đó và đi tới thì sao? Ví dụ Mỹ có nhượng bộ Trung Quốc là bá chủ của châu Á Thái Bình Dương, là bá chủ thế giới không? Mỹ giao cái ngôi bá chủ thế giới cho Trung Quốc không? Đó là cái mục đích cuối cùng Trung Quốc muốn. Mỹ nhường bao nhiêu? Đến lúc nào chịu không nổi cũng sẽ nổi lên chiến tranh à. Right? Cho nên á, bây giờ Biển Đông Mỹ nhường Trung Quốc thì Mỹ còn gì trước đồng minh, trước bạn bè, trước cái thế đứng, trước cái tầm vóc nước Mỹ? Rồi bây giờ nếu Mỹ nhường Biển Đông á, thì liệu các đồng minh có sống với Mỹ, theo Mỹ như trước đây không? Hay thôi, theo anh bỏ tôi hoài, anh bán đứng tôi chạy theo cái thù cho chắc ăn. Thì vai trò của Mỹ, địa vị của Mỹ trên thế giới như thế nào? Rồi bây giờ tôi Mỹ là theo chủ nghĩa quyền lợi, là Trung Quốc cần chỗ này, tao cho, tao đổi Trung Quốc chỗ khác. Thì cái miệng của Mỹ ăn nói trước thời gian này với Nhật, với Bắc Hàn, với Nam Hàn, với Đài Loan, với các nước trong khu vực Đông Nam Á và châu Á và kể cả trên toàn cầu, Mỹ có còn nói, có cái chữ tín nằm ở miệng mình không? Cho nên á, Trung Quốc cụp đuôi hay Mỹ cụp đuôi, cả phân tích và gốc nào cũng thấy cái tham vọng của Trung Quốc và cái chỗ đứng của Mỹ đã không thể dung hợp được và không thể compromise được cái chỗ này. Do vậy ta nói cánh cửa chiến tranh tại Biển Đông chưa bao giờ nó mở lớn, ngày càng lớn bằng cái giờ phút này. Thanh thang nó kinh khủng lắm. Và chỉ cần hai bên đó, bên này thì nói bên kia chờ, anh Trung Cộng nói là tôi lấn tới coi thử Mỹ có cụp đuôi không, anh Mỹ nói tao lấn tới coi Trung Cộng có cụp đuôi không, anh này chờ anh kia cụp đuôi, cuối cùng không anh nào cụp đuôi, giáo sư Dũng có biết cái hậu quả như nào, chiến tranh sẽ nổ ra. Và đó là nguyên nhân xảy ra vào tháng 7 năm 1914. Đó là mở đầu cái cuộc thế chiến lần thứ nhất. Right. Và mở đầu cuộc chiến tranh thế giới lần nhất. Cho nên nói cái kịch bản tại Biển Đông, tình huống của Mỹ Trung Quốc hiện nay, nó đang làm cho người ta nghĩ đến cái kịch bản và của mở đầu cuộc thế chiến lần thứ nhất trong lịch sử nhân loại. Thưa giáo sư. Dạ vâng, cảm ơn anh.
Kính thưa quý vị, năm 1974 đó, khi mà chúng ta thấy rằng đất nước Việt Nam của chúng ta bị có những cái cuộc tấn công, đến đầu năm 1975 thì thưa quý vị, Kon Tum, Buôn Ma Thuột bị Cộng sản lấn chiếm, Phước Tuy cũng bị pháo kích một cách rầm rộ. Nhưng mà cái sự thử nghiệm đó đó, Trung Cộng cứ chờ đợi, Việt Cộng chờ đợi có thử Hoa Kỳ có tấn công hay không. Và quả thật, lúc bây giờ ông General Ford cũng không có cái hành xử một cách rõ ràng và cụ thể. Cuối cùng á, thì từ cái sự thử nghiệm đó đó mà Trung Cộng, Việt Cộng đã mở ra một cái trận thư hùng. Cuối cùng năm 1975 hậu quả như thế nào thì bây giờ quý vị cùng với chúng tôi là những người chứng nhân của lịch sử. Thưa quý vị, cũng như bây giờ Trung Cộng đã có những cái hành xử mà chúng ta theo dõi từ năm 2013 cho đến giờ phút này đó, thì mỗi năm Trung Cộng cứ tu tạo một vài hòn đảo. Rồi thưa quý vị, họ cũng dùng những cái lời lẽ ôn hòa, đây là vấn đề kinh tế hòa bình, đây là vấn đề xây dựng để tạo nên cái điều kiện cho ngư dân có thể tránh mưa, tránh bão, tránh lụt lội, v.v. Rồi lập một cái hải đăng để mọi người có thể dùng cái hải đăng đó như là một cái cứu cánh đến với những cái bờ biển khi mà bị mưa sa bão táp. Tất cả những lời nói đó đó, thưa quý vị, nếu mà chúng ta dùng với cái khoa học kỹ thuật ngày hôm nay á, thì nó trật lắc. Là bởi vì thưa quý vị, không ai sử dụng các ngọn hải đăng trong cái thời buổi mà chúng ta có GPS, hay là chúng ta có ở dưới tàu ngầm chúng ta còn biết chỗ nào chúng ta dừng lại. Thì đó là cái điều mà dứt khoát là Trung Cộng chỉ là một cái kẻ sạo miệng. Và qua thử cái sự phản ứng của Hoa Kỳ như thế nào. Và Hoa Kỳ đã có những cái cách phản ứng cũng lấy lệ, theo cái ý kiến của anh em chúng tôi thấy rằng họ cũng chưa có một cái phản ứng gì gọi là mạnh để cho Trung Cộng một bài học, giống như là Đặng Tiểu Bình tuyên bố năm 1979 cho Việt Nam một bài học. Thưa quý vị, nó cũng giống như vậy. Nói đến chiến tranh thì thưa quý vị, quả thật quý vị cũng đã từng là những người cầm súng chiến đấu để bảo vệ tự do. Cá nhân của chúng tôi còn nhỏ nhưng mà cũng ở trong cái vùng bị chiến tranh. Và thưa quý vị, chiến tranh thì điêu tàn, đổ nát, đau khổ, xương chất thành núi, máu chảy thành sông là cái chuyện đó từ xưa đến giờ ai cũng biết. Cho nên trên đời này không có ai mà nghĩ có chiến tranh. Nhưng mà nghĩ là như vậy. Còn Trung Cộng hiện giờ đó, họ đang tạo chiến tranh. Bởi vì cái thế cho cùng, với một đất nước trên 1.3 tỷ người, với những cái khủng hoảng nội bộ mà như chúng tôi vừa thưa với quý vị, chắc chắn họ muốn có chiến tranh. Bởi vì chỉ có chiến tranh mới có thể giải quyết được những vấn đề khúc mắc mà họ đang cầm quyền ở tại đất nước Trung Cộng. Cái điều thứ hai nữa thưa quý vị, anh Nam phân tích rõ rồi. Hoa Kỳ không bao giờ chấp nhận mình là một cái kẻ mà từ trước đến nay là thủ đắc, hay nói đúng hơn là anh đại ca, là anh hùng giữa sa mạc, là cái người mà được mọi người kính trọng, nể vì và nhờ đỡ để có thể ra tay nghĩa hiệp, che chở cho những lúc mà sương lạnh chiều đông. Nhưng mà bây giờ đó, Hoa Kỳ liệu có chấp nhận là mình lép vế để cho Trung Cộng trở nên một anh chàng đại anh hùng mà mình là cái người thứ yếu? Thì thưa quý vị, dĩ nhiên là không rồi. Hoa Kỳ và Trung Cộng so ra về vấn đề chiến tranh, so ra về những cái vấn đề quân sự khí tài thì anh nào cũng có. Nhưng mà một anh á là có tiền giống như là chúng tôi, một anh là có tiền giống như ông Donald Trump, một người thì có hàng tỷ đô la, còn một người có mấy xu trong túi cũng có tiền, nhưng mà cái tiền của mình nó quá ý giỏi để có thể so sánh với một đại gia. Cho nên thưa quý vị, làm sao để chúng ta có thể so sánh được những cái khoa học kỹ thuật của Trung Cộng để so sánh với cái khoa học kỹ thuật của Hoa Kỳ? Có thể so sánh vì cái khí tài, tiền bạc, sự giàu có và sự trỗi dậy của một dân tộc. Thì thưa quý vị, chắc chắn rằng Trung Cộng sẽ không đủ, và không đủ bản lãnh, không đủ tài năng, không đủ nghĩa là đức hạnh, cũng như không đủ khí tài, tiền bạc để có thể chạy đua vũ trang với Hoa Kỳ. Nhưng có một điều là Trung Cộng vẫn dương dương tự đắc và cứ nhắm mắt theo cái lối gọi là đỉnh cao của trí tuệ loài người. Mà đỉnh cao thì anh không cần phân biệt, anh không cần phải thực hư chánh tà như thế nào, ủi là cứ ủi và cứ nhắm mắt mà ủi. Đó là cái sự kiện mà chúng ta rất là ngại. Cho nên cái tình huống chiến tranh có thể nó xảy ra. Và thưa với Nguyễn Xuân Nam, cái tình huống chiến tranh nó xảy ra thì nó xảy ra như thế nào? Liệu nó có trở thành một năm
1914 giống như là năm 1914 đến 18 hay là năm 1939 đến năm 1945, liệu cái chiến tranh thứ nhất thứ nhì đó nó xảy ra cho chúng ta có cái bài học là cả hàng triệu triệu người chết, và dĩ nhiên kẻ sức đầu thì người cũng nghĩa là gãy tay gãy chân, kẻ sức tráng thì người cũng gãy chân gãy tay, thì đó là cái điều mà chúng ta đang lo ngại, liệu rằng cái tình huống đó nó có thể xảy ra không thưa anh? Cảm ơn giáo sư Dung. Và kính thưa quý vị, đây là cái đề tài mà các nhà quân sự, phân tích quân sự họ bàn rất là nhiều. Anh chỉ cần vào trong Google anh đánh chiến tranh giữa Mỹ và Trung Cộng thì ai thắng, vũ khí Mỹ và vũ khí Trung Cộng, chiến lược Mỹ và chiến lược Trung Cộng, thì anh sẽ thấy cả một cách nhiều bài vở tha hồ đọc. Khả năng họ so máy bay của Mỹ thì như thế nào, F-35 thế nào, B này B nọ, B kia B khác, rồi hỏa tiễn phòng không hai bên, rồi submarine như thế nào, là tàu hàng không mẫu hạm ra sao, rồi vấn đề đủ thứ hàng bà lặng thao hồn coi. Nhưng mà có cái điều một số vị nhận định như thế này, nếu mà hai bên theo cái giờ phút này là không có nào chịu chớp mắt, anh nào cũng trợn mắt lên. Anh thấy ngày xưa mình chơi nhỏ đó, ở cái sông anh miền Trung nhái trước là thua. Sao trong Trung mình hay chơi hai cái trò, một là tôi với anh nhìn lườm nhau, nhìn mặt thẳng vào nhau, trợn mắt lên mà nào nháy trước đã thua. Thua trong cái đồ, có khi là một ly kem, đúng không, cây cà rem, hay là một cái cây mà xả mà hột mít á, nướng đó, nhường chúng ta thua nhau, nháy mắt, anh nào nháy mắt trước. Là người Mỹ nó cũng có cái khái niệm đó là who blink first, là ai nháy mắt trước là đã thua. Hay là chơi cái trò thứ hai là quê tôi nó còn có dòng sông nữa, trước nhà tôi nó có dòng sông nữa, thì cứ hồi đó dòng sông nó sâu lắm, là anh em nhỏ như vậy ra đó là nín thở dưới sông, anh nào mà ngoi lên trước là nó thua, anh nào mà chịu nổi ngoi lên trước là nó thua. Thì người ta cho rằng hiện nay Mỹ và Trung Cộng đang chơi cái trò này. Nín thở qua sông, nín thở qua sông, mà nín thở coi nào nín thở lâu hơn, tức như là giữ ngoi giữ vỏ, coi thứ nào anh nào sẽ đầu hàng trước, anh nào sẽ cập đuôi trước. Và người ta cho rằng nếu tình huống xấu nhất á, để mình nói tình huống xấu nhất mà không có nào chịu nhường bước, chịu cập đuôi, chịu thua trước, thì nó sẽ dẫn đến có thể giống cuộc chiến mà chúng ta biết đó, vào tháng 7 năm 1914, đó là cuộc chiến đệ nhất thế chiến xảy ra. Tại vì không có anh nào chịu cập đuôi, không anh nào chịu blink first, không anh nào chịu mà ngồi lên trước, chịu thua trước. Cho nên đó là một cái kiểu rất nguy hiểm. Mà người ta sợ rằng nếu cái tình huống về chiến tranh mà nó miscalculation, tính toán sai lầm mà xảy ra chiến tranh đó, thì hai bên sẽ tham dự cuộc chiến. Một bên là Tập Cận Bình với cái lòng yêu nước cực đoan và kiểu muốn làm thần tượng ở Trung Quốc, không muốn trở thành một vị lãnh tụ yếu mềm, cập đuôi, thì anh ta sẽ đi tới cùng. Và trong lúc đó thì Mỹ đứng trước cái phạm vi tình trạng phải bảo vệ cái chỗ đứng trên toàn thế giới của mình, bảo vệ đồng minh của mình, và với sự hưng hẳn về phương tiện kỹ thuật và chiến tranh, Mỹ cũng không thể cập đuôi. Và như vậy đó, thì chiến tranh sẽ nổ ra. Đấy, chiến tranh sẽ nổ ra. Nhưng mà nổ ra đó, thì bây giờ các nhà phân tích quân sự hỏi nè, nếu nó nổ ra rồi đó, thì ai có thể cuộc chiến tranh này nó đánh dữ dằn và kết thúc nhanh không? Hay là ai bên nào sẽ thắng? Họ đánh nhau sẽ như thế nào? Thì đó là cái phạm vi mà các nhà bình luận, các nhà nghiên cứu quân sự, các nhà phân tích quân sự đưa ra hàng loạt bài vở về vấn đề này. Ở đây mình kể ngắn, ở đây chúng ta tóm tắt lại một vài cái tình huống mà chúng ta biết. Thì cái khuyến hướng chung họ cho rằng là với cái sức mạnh hiện nay của Trung Quốc và chỉ mình Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc không có đồng minh, Nga không nhảy vào cuộc được lúc này, bởi vì Nga cũng không có muốn để Trung Quốc thắng trong một trận chiến này. Vai trò của Nga cũng có từ ái nước Nga, cho nên Nga khó có thể nào mà liên quân với Trung Quốc để mà cùng đánh với cái hệ thống liên quân của Mỹ. Do vậy đó, Nga sẽ đứng ngoài cuộc.
Mà một mình Trung Quốc á, thì chỉ cái khả năng Trung Quốc á, thì cái cuộc chiến tranh, cái khả năng thắng của Trung Quốc không cao. Nhưng mà người ta vẫn đặt là có khả năng thắng. Tại vì khi mình phân tích cho dù 1%, cũng là 1% là cái khả năng, cái possibility đó, cái probability đó, cái xác suất đó, cái khả thể đó vẫn xảy ra. Cho các nhà nghiên cứu quân sự, họ vẫn đặt cái yếu tố là Trung Quốc có thể thắng. Nhưng mà tự trung lại đó, thì họ cho rằng cái trận đánh này nếu xảy ra thì hai bên đó, có cái ưu thế quân sự tuyệt đối mà có thể hạ bên kia ngay tức thời. Có nghĩa là họ nói cái cuộc chiến tranh trường kỳ và dai dẳng sẽ xảy ra với cái độ sát hại là kinh hoàng và không thể đánh thắng ngày một giờ, chớp nhoáng thôi, không thể đánh thắng chớp nhoáng. Cho nên đó là cái lời phân tích. Cho nên người ta cho rằng nếu chiến tranh mà nó kéo dài thì cái độ thiệt hại của hai bên là kinh hoàng động địa lắm, là kinh hoàng động địa lắm. Có thể biển đông sẽ thành biển máu, nước sẽ cháy bốc khói và máu sẽ đổ lên biển đông. Và người ta cho rằng cái nếu là người chiến thắng, không phải chỉ Mỹ đã chiến thắng trong đề nghị thế chiến với Nhật Bản, là cái kẻ thả bom nguyên tử lên Hiroshima và Nagasaki mà bắt Nhật Hoàng phải ký một cái lệnh đầu hàng. Right. Không có một cái lệnh đầu hàng trên chiến tàu, trên chiến hạm, mà ta cho rằng hai bên sẽ đánh đến mức độ lực cùng sức kiệt, tóc đầu mở gói, tan nát, chảy máu, rồi vẫn phải tiếp tục ngồi lại chế tạo vũ khí và đánh tiếp. Hay là hòa bình sẽ tạm thời, nỗi thù hận nó sẽ đánh tiếp. Cho nên đây là cái viễn ảnh. Đây là cái viễn ảnh mà có thể làm đôi bên trong trường vực nào dừng chân lại bước. Cho nên cái nếu mà trong lịch sử có 15, 16 lần mà ta nói là để mà thay ngôi đổi chủ đó, những cái đế chế mới lật đổ đế chế cũ và trở thành chiếm đoạt cái ngôi vị đệ nhất giang hồ, thì rất ít lần có những cuộc chiến mà cái cuộc chiến đó nó diễn ra, cuộc đổi ngôi nó diễn ra ôn hòa, nhưng Mỹ đã lấy được cái đệ nhất siêu cường trên thế giới từ tay người Anh cách đây 100 mấy chục năm, trên 150 năm. Mà người ta cho rằng cái cuộc chiến mà nếu xảy ra giữa Trung Quốc và Mỹ thì máu đổ tàn khốc tràn ngập biển Đông và biết bao nhiêu thành phố. Tại vì Trung Quốc nó vẫn có những cái hỏa tiễn đạn đạo Liên Châu lục, biết bao nhiêu thành phố sẽ ăn đạn ở cái vũ khí mà hỏa tiễn tấn công vào, cái hỏa tiễn đạn đạo tấn công liên lục địa. Mà cái khả năng intercept á, khả năng intercept các nhà phân tích quân sự không phải là cái nào cũng intercept được, mà không bảo đảm tuyệt đối 100%, mà chỉ cần một cái 10%, 20%, 30%, bạn không intercept được á, cắt được, đánh chặn được cái đạn đạo theo hệ thống thác á, thì thiếu giả dụ California, New York, Tokyo, Bắc Kinh, Thượng Hải lãnh những cái đầu đạn nguyên tử đó, hạt nhân đó, thì sẽ nghĩ như thế nào? Có như San Francisco là 10 triệu chết như chơi. Ai sẽ nghĩ nó như thế nào? Cho nên đó là cái viễn tượng. Ta nghĩ cái hình dung đó, cái viễn tượng trận đánh rất là kinh hoàng. Nhưng mà ta nói rằng là cái xác suất mà Mỹ và đồng minh thắng thì gần như likely, gần như chắc. Thì dĩ nhiên. Nhưng mà người ta, các nhà phân tích quân sự, 1% vẫn là một cái điều có thể xảy ra. Thì chuyện nó quá ít. Thì cho nên người ta cho rằng nếu mà cái trận đệ, cái đó nó sẽ là đệ tam thế chiến, nó không còn là một cái chiến tranh nhỏ cấp vùng nữa. Nếu cái trận đó nó xảy ra ở phạm vi ở châu Á Thái Bình Dương, thì nó hủy diệt cái con người vào trong thế kỷ 21 một cách rất là kinh hoàng. Thì chính vì như vậy đó,
thì người ta hỏi rằng nếu như cái trận chiến này xảy ra thì hai bên sẽ đánh nhau như thế nào và làm sao để mà compromise. Thì cái chỗ này giáo sử dụng thế luôn, nó nói là trong theo cái phân tích gia mà Robert Farley thì người ta nói như thế này, cả hai bên đó đều na ná sử dụng chiến thuật na ná giống nhau. Đối với Trung Cộng á thì sử dụng cái chiến thuật này, cái chiến lược này phải hạ gục các cái mục tiêu viễn chinh của Mỹ ấy, ngay lập tức, càng sớm càng tốt. Ví dụ sức mạnh của Mỹ được trải ở châu Á Thái Bình Dương ở những địa điểm nào, với mục tiêu quân sự nào, từ tàu ngầm, từ hàng không mẫu hạm, từ căn cứ quân sự, từ căn cứ đặt hỏa tiễn, từ Okinawa sang Guam, sang chỗ này chỗ nọ, thì Trung Cộng nó sẽ đạt nhanh chóng để đánh vào cái khu vực đó, tiêu diệt những cái địa điểm, những cái căn cứ quân sự của Mỹ một cách nhanh nhất có thể được. Và chúng ta nói rằng trong cái trận này nhìn đó, thì Mỹ thường đó là Mỹ không phải là người tấn công trước. Cho Mỹ phải chấp nhận cái trường hợp đó là đỡ đòn trước và phản công. Nếu mà Mỹ đỡ đòn trước và phản công đó, thì khả năng đỡ đòn của Mỹ và khả năng tấn công phản công của Mỹ sẽ trở thành một yếu tố quyết liệt để chiếm cái trận địa và giật cái thế thượng phong trên chiến trường. Ngoài cái việc mà đạt được mục đích mà đánh gục những cái địa điểm viễn chinh của Mỹ thì Trung Cộng còn tìm mọi cách tiêu diệt cái hệ thống hải và không quân của Mỹ. Từ cái đó là tiềm lực bất khả xâm phạm của Mỹ. Tại vì anh thấy chẳng hạn người ta nói là Mỹ, cái hải quân và không quân của Mỹ được gọi là ưu thế dưới nước và ưu thế trên không của Mỹ. Tại vì Mỹ không có đánh bằng bộ binh. Trong cái trận đấu này, yếu tố bộ binh rất thấp, các quốc gia cơ động trên biển mà. Thì yếu tố bộ binh nó rất thấp, cho nên cái yếu tố mà không lực và hải lực sẽ là yếu tố chính. Trên anh Trung Quốc ấy, nhằm vào cái chỗ này để tiêu diệt của Mỹ càng lẻ càng nhiều càng tốt. Thì đó, Mỹ phải đối phó như thế nào về vấn đề này là vấn đề. Cái điều nữa đó, Trung Cộng tìm một cái ít nhất ấy, họ đánh phải dằn mặt rồi thương lượng, dằn mặt và thương lượng để cho dù hòa hay thua chút đỉnh chăng nữa đó, thì từ đó về sau Trung Quốc cũng dạy cho Mỹ một cái điều mà họ nói như thế này: để vĩnh viễn các chính phủ sau này tương lai nước Mỹ đừng có còn cái giấc mơ là can thiệp vào các quốc gia trên thế giới này, trong đó đặc biệt là can thiệp vào Trung Quốc. Nhân quyền này nọ kia khác, anh thấy không? Mỹ sẽ đóng cửa lại, quân sự sẽ rút về nước và tránh can thiệp trên toàn thế giới. Thì có nghĩa rằng cái trận đấu này Trung Quốc vẫn đánh là để hạ nhục Mỹ nếu họ cầm cự được. Cho nên và cuối cùng Mỹ, Trung Quốc sẽ hủy diệt Mỹ để cho các quốc gia Đông Nam Á và châu Á không còn coi Mỹ là đại ca và đàn anh nữa, hủy diệt cái liên minh Mỹ trên Đông Nam Á và châu Á. Thì đó là giấc mơ. Đó là chiến lược của Trung Cộng. Còn chiến lược của Mỹ theo Farley Robert, ông ta nói Mỹ đánh cũng gần ná vậy đó, chả gì mới. Thứ nhất là càng hỏa tốc càng tốt, triệt hạ tất cả các hệ thống mà tấn công và phòng thủ của Trung Quốc trong lĩnh vực đạn đạo, trong lĩnh vực không quân và hải quân. PLA Navy, PLA Air Force là cái không quân và hải quân của lực lượng nhân dân giải phóng Trung Quốc. Mỹ cũng triệt hạ tất cả hệ thống hải quân không quân của Trung Quốc. Và đặc biệt, Mỹ sẽ gây ra mất ổn định đối với Trung Quốc trong cái việc nhà cầm quyền mà kiểm soát cái xã hội, kiểm soát chính phủ. Có nghĩa là có thể lật đổ, có thể đánh bể ra Trung Quốc thành nhiều mảnh, có thể tạo bất ổn xã hội và các lực lượng dân chủ, các lực lượng chống đối nổi dậy tiếp tục, hay các thành phần khác thanh toán lẫn nhau và tạo sự thay đổi chế độ. Thì đó, trong một cái
cái bối cảnh như vậy thì nó có quá nhiều yếu tố phức tạp vào. Quá nhiều yếu tố phức tạp nào. Bởi vì hai bên sẽ dùng nhau chỗ này nè. Ví dụ yếu tố chiến thuật đầu tiên ta nói đến là nín thở. Tại vì anh biết các cái hỏa tiễn đang đào được bấm nút. Và anh thấy khi mà hỏa tiễn đang đào được bấm nút đó, thì cái người bấm nút đó, thì phải nghĩ tới hai yếu tố. Nó thoát được cái phòng thủ của đối phương. Nó target được mục tiêu. Đánh đúng mục tiêu. Ví dụ đánh đúng Thượng Hải, đánh đúng Bắc Kinh, đánh đúng Tokyo, đánh đúng California, thì cái hậu quả nó là rùng rợn và thoát tim. Đúng không? Mà nếu anh đánh bị nó chặn lại, nó đánh ngược lại, anh phòng thủ cũng được, anh cũng thoát tim. Chứ khi mà anh bấm nút lên rồi, khi mà ngồi chơi cái màn bắn nút và những hỏa tiễn đàn đào, từ những cái hỏa tiễn mà trang bị đầu đạn hạt nhân, thì đó là một trận chơi mà thoát tim hết. Vừa rồi Mỹ cũng bắt đầu đưa cái kho vũ khí mình ra phóng thử lại những cái kho vũ khí hạt nhân, hỏa tiễn hạt nhân mà đã giữ trong kho lâu nay và đã bắt đầu canh tân thêm, bắt đầu cải tiến thêm, bắt đầu sản xuất thêm. Thì chúng ta thấy rằng bây giờ cái cuộc chơi đã bắt đầu rồi, nó đã bắt đầu nguy hiểm rồi. Mà cho nên ai sẽ thắng trong vấn đề này? Cái khả năng Mỹ thắng rất lớn vì cái hệ thống THAAD và hệ thống ASIS của Mỹ đó. Ngay cả người ta nói cho rằng một cái hỏa tiễn của Trung Cộng phóng đi từ lãnh thổ Trung Cộng không ra khỏi Biển Đông mà. Không qua khỏi Biển Đông, bởi vì hiện nay các hệ thống phòng thủ của Mỹ từ Nam Hàn, từ Đài Loan, từ Nhật Bản, từ căn cứ hải quân Guam, từ một số cái trên các chiến hạm, trên cái submarine của trên chiến hạm, trên hàng không hàm của Mỹ, tất trang bị vào hai hệ thống ASIS và THAAD. Mà với cái hệ thống đánh chặn như vậy, người ta nói nó đánh chặn mà Mỹ nó phòng vệ từng tuyến đường vậy. Tới bên đánh tuyến này lọt, gặp tuyến khác lọt, gặp bên khác, ban đến Mỹ rất là khó. Cho nên chính như vậy đó, là cái khả năng mà nói là Trung Quốc đánh đúng mục tiêu của Mỹ thì nó hơi khó, mà Mỹ đánh trúng mục tiêu Trung Quốc thì rất là dễ. Dạ vâng. Dễ hơn nhiều. Thì cái còn một cái nhiều vấn đề khác nữa, ví dụ như là chiến tranh về điện tử. Anh điều khiển bằng computer, nó hack vào, nó phá trong bằng cái hệ thống computer ra sao. Rồi là chúng ta thấy cái khả năng mà phối hợp hành quân, thì Trung Quốc hiện nay một số bài phân tích mới nhất cho là Trung Quốc không các bộ tư lệnh của Trung Quốc không có phối hợp. Họ đang thống nhất cái liên binh. Cho nên trong khi Mỹ là họ có cái liên minh hỗn hợp quân sự, họ đã từ lâu rồi, và họ tập không những giữa Mỹ mà các binh chủng, mà các nước, binh chủng các nước nữa. Cho nên cái khả năng mà phối hợp hợp đồng tác chiến á, thì nó rất là lớn. Nhưng mà cái hậu quả như thế này, bây giờ tôi giáo sư Dũng thưa quý vị thêm chút nữa, là có lẽ chúng ta cũng không có nhiều thời giờ. Bây giờ ta nói cái giấc mơ với Mỹ là gì? Nếu có cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc, giấc mơ cuối cùng được Mỹ là có hai giấc mơ, mà hai giấc mơ đều xảy ra trong lịch sử, là cuộc thế chiến thứ hai là sự sụp đổ của đế quốc Đức. Right. Sự sụp đổ cùng đế quốc Đức. Mặc dù Đức vẫn là quốc gia hùng mạnh sau đó, bây giờ vẫn là quốc gia hùng mạnh nhất châu Âu, nhưng mà sự sụp đổ cùng nhà nước Đức lúc đó, đế chế Đức lúc đó. Và cái vụ mà cái cuộc chiến Falkland, tranh giành của đảo Falkland giữa Argentina và Anh Quốc, thì cái sự sụp đổ của cái nhà độc tài Leopoldo Galtieri, thì ta cho rằng nếu cái cuộc chiến nó nổ ra, sự sụp đổ của Tập Cận Bình là cái điều không thể tránh khỏi. Các thế lực trong nội bộ Tập Cận Bình, sự sụp đổ của Tập Cận Bình và nhà nước Cộng sản Trung Quốc sẽ là cái niềm vui muôn đời của nước Mỹ và nhân loại. Kết thúc một chủ nghĩa Cộng sản trên toàn hành tinh này. Right. Thì người ta cho rằng trong cái đau đớn, trong cái đau khổ đó, cái giá nó phải trả để cho một cái cơn ác mộng của nhân loại đi qua, đó là cái chủ nghĩa Cộng sản Trung Quốc phải sụp đổ. Những cái bạo chúa với giấc mơ hoang tưởng và mang rợ cho Tập Cận Bình phải kết thúc. Và nếu cái điều đó xảy ra thì cái họa Cộng sản của Việt Nam của chúng ta cũng phải đến lúc kết thúc. Được không? Thì chính cái điều đó là cái điều mà chúng tôi cùng quý vị
có một giấc mơ. Tại vì không phải chúng ta nói, không phải chúng ta chống cộng, chúng ta nói thì chống cộng, nhưng mà các người cộng sản đã từng theo cộng sản, từ chúng ta thấy Putin, từ Boris Yeltsin, right, chủ nghĩa cộng sản là có quái thai nhân loại, và cái quái thai Tập Cận Bình và chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc đó, và chủ nghĩa cộng sản Việt Nam, đã đến cái lúc mà nếu cuộc chiến xảy ra mà như chúng ta nói cái kết cục như vậy, để có cái giấc mơ như đế quốc Đức sụp đổ, như là cái chính phủ sự sụp đổ chính quyền Leopoldo Galtieri ở tại Argentina đó, quý vị hãy nói trong cái cuộc chiến Á Khang Đình thì đó là cái giấc mơ không phải chỉ của người Mỹ, mà tôi nghĩ giấc mơ của người Trung Quốc, giấc mơ người Việt Nam và giấc mơ của cả nhân loại này. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi. Có một điều là thưa quý vị, chúng tôi cũng không còn nhiều giờ nữa thì để tóm lược cái bài nói chuyện ngày hôm nay, chúng tôi còn vài ba mục nữa, nhưng mà chắc là hẹn với quý vị sau này. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta thấy từ năm 1975 miền Bắc thắng miền Nam, nhưng giả dụ như miền Nam thắng miền Bắc thì tình hình nó như thế nào? Bây giờ đặt lại, trong cái thế chiến thứ ba này nếu xảy ra thì Hoa Kỳ thắng, ai cũng biết điều đó, nó cũng dễ hiểu thôi, bởi vì chính chúng ta cũng đang sống trong một cái thể chế như thế này. Nhưng mà liệu rằng Trung Cộng mà thắng đối với thế giới ngày hôm nay á, thì quả thật đây là một cái mối họa vô cùng khủng khiếp cho nhân loại. Hằng ngày thì chúng ta cũng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc, ai cũng mong muốn như vậy. Nhưng mà hòa bình và an lạc như thế nào? Chứ còn nếu mà hòa bình theo một cái kiểu giả dạng, giống như là chúng ta đang thấy với một đất nước Trung Cộng ngày đêm đang âm mưu để tìm đủ mọi cách tiêu diệt nhân loại bằng tất cả mọi cái thứ độc hại, bằng tất cả mọi cái hận thù, cũng như bằng tất cả những gì mà họ có thể làm được để mà họ có thể ngồi trên đầu trên cổ của tất cả mọi quốc gia trên thế giới này, thì cái điều đó không ai mong muốn. Cho nên thưa quý vị, dù muốn dù không gì đi nữa, vấn đề này cũng cần phải được giải quyết. Và khi mà chúng ta giải quyết giống như là một cái ung nhọt, chúng ta cần phải mổ ra, rửa bằng nước sôi, rửa bằng bất cứ một cái loại gì mà nó sát trùng, thì mai ra nó mới kéo da non mà lành lặn được. Hiện giờ thế giới đang ở trong một cái sự sôi sục, thế giới đang ở trong một cái tình trạng mà Biển Đông chỉ là một cái điểm, như là một cái sự kiện để chúng ta dùng đó là một cái canh bạc mà giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ đang gình nhau. Và chắc chắn cái sự kiện này đó, Trung Cộng cũng đang tìm đủ mọi cách để có thể lấn lướt, để có thể làm tiêu diệt. Và cái ước muốn của họ dù chưa được thực hiện, nhưng mà lòng của họ, chúng ta cũng dễ dàng thấy cái bụng dạ của Tập Cận Bình như thế nào, là muốn tiêu diệt Hoa Kỳ, muốn chặt chân chặt tay Hoa Kỳ, muốn làm cho tất cả những cái khu quân sự cũng như là những cái nơi mà địa điểm quân sự của Hoa Kỳ đóng đều bị tiêu diệt hết. Đó là cái ước mơ và đó là cái mà ngày đêm Tập Cận Bình đang thực hiện. Trong khi đó thì Hoa Kỳ từ năm 1972 cho đến giờ phút này cũng mong cho Trung Cộng trở nên một nước có nền kinh tế, bởi vì làm cho Trung Cộng có một nền kinh tế tốt đẹp có nghĩa rằng họ làm cho thế giới ổn định hơn. Và cái tâm của những người Hoa Kỳ, cái tâm của những người mà họ đang xây dựng một cái thế giới trong một cái trật tự mới, muốn cho mọi người đều vươn lên trong một nền kinh tế chung, thì ngược lại Trung Cộng lại đối đáp với Hoa Kỳ cũng như đối đáp với thế giới bằng những cái hành xử hết sức là cay nghiệt như vậy. Cho nên thưa quý vị, xin quý vị cùng với chúng tôi, thà rằng chúng ta có một lần để quả bom nổ xuống rồi ai còn ai mất, ai đi, ai ở, để cho chúng ta biết được cái thế của hiện giờ, cái thế của ma quỷ, cái thế của ác ôn, cái thế của những bầy quỷ dữ phải bị tiêu diệt trước sức mạnh hùng hồn của nhân loại, khi mà nhân loại đang cùng nhau chắp tay lại để cùng hướng tới một cái thế giới đầy sự yêu thương và chúng ta có một trật tự mới hoàn toàn tốt đẹp theo cái hướng của dân chủ, của nhân quyền, của tự do và của phú cường. Đó là cái điều mà hôm nay chúng tôi xin được mong ước như vậy. Chúng ta thà rằng có một cuộc chiến tranh để giải quyết tất cả những sự kiện và đảo biển của Việt Nam sẽ trở về của đất nước Việt Nam. Anh còn điều gì để thưa lại với quý thính giả không ạ? Tôi hơi khác anh chút xíu. Có thể trong cái tiến trình của nhân loại, không phải chỉ cái chiến tranh giải quyết mọi thứ, và có khi có những cái cuộc mà thay đổi trong hòa bình, những cái thế lực dân chủ và thế lực mà dân quyền trong nước nó thức tỉnh và nó nổi dậy, nó tạo trong sự thay đổi một cách hòa bình của chính quyền. Và khi mà chúng ta tin chắc rằng
một quốc gia như Trung Cộng hay là Việt Nam á, mà không có còn chủ nghĩa cộng sản nữa thì lực lượng các lực lượng dân chủ, lực lượng trí tuệ, lực lượng trí thức họ có cách gì khác, họ có cách hành xử và xử sự khác. Biết đâu chúng ta sẽ có một cái thế giới đàng hoàng hơn, nhân ái hơn, nhân quyền hơn và dân chủ hơn. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật chuyện Biển Đông cho tất cả quý vị cùng theo dõi. Xin chào quý vị. Và kính thưa quý vị, xin phép anh là ngày 27 tháng 3 này chúng tôi có một cái buổi thuyết trình về sóng gió Biển Đông ở tại 730 đường số 2 thành phố San Jose. Nếu quý vị ở vùng lân cận của vùng Bay Area, xin mời quý vị đến tham dự và chia sẻ với chúng tôi sóng gió Biển Đông. Xin rất cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn Nguyễn Xuân Nam. Xin cảm ơn quý vị theo dõi. Cảm ơn giáo sư.